khu bảo tồn thiên nhiên ESO. Em phải giới thiệu cho con là con chim gì. À, xin chào quý vị khán giả, đây là chim cu xanh. Có một cu con, hay là cu, hai cu con, bắt. Ba con, bốn con, năm con. Cu bắt ở trên rừng, trong khu bảo tồn thiên nhiên ESO, huyện Madarak, tỉnh Đắk Lắk. Bắt đầu mà. Đâu, mình có xin phép mà. Con này con gì? Con này là con gà rừng đấy. Đúng rồi, rừng không? Cái này là con gà rừng. Đâu, cái cặp chân hồi nãy đấy. Cặp chân là của bạn rồi. Đấy, đấy mang cặp chân đây. Đây, giới thiệu luôn. Đâu rồi? Con đá. Đây. Cái này là gà rừng chính gốc, chính hãng. Đấy. Không lệch đi đâu được. Cái này. Đấy. Okay. Hai mà... cái móng, hai cái móng, các cái này gọi là cái gì? Cựa. Cựa, ừ. Hai cái cựa. Hai cái cựa rất là dài và rất là cứng, chắc. Đó. Cái này thì để treo lên cho nó khô làm kỷ niệm, treo ở bếp. Okay, mày em tính hai món này làm gì đây? Món này làm gì đây? Cái này á, cái này thì là mình nấu lá rang. Đấy, mình ăn với bún. Còn cái này thì chút xíu nữa mình sẽ chặt nhỏ ra, mình làm xào xả ớt. Đó. Ok. Vậy là đầu bếp. Đầu bếp đang chuẩn bị làm món nhậu cho anh em. Chút xíu nữa xong sẽ giới thiệu tiếp thành phẩm. Thành phẩm à? Thành phẩm.